Xin chào các bạn, hôm nay thì do cái bản Paragon nó vẫn đang lỗi ấy, thế cho nên là mình sẽ chơi tạm một hai trận random map với mấy cái thử thách mà anh em viewer đưa cho để chờ đợi. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái thử thách rất là khó và khả năng là rất mất nhiều thời gian, đó là cái thử thách là không dùng phép đo mà giành thắng lợi ở trận đấu 8x mật 8. Thì hôm nay mình sẽ chơi một trận đấu mà không dùng phép đo nhá. Thì với cái thách thức này thì có lẽ mình phải chơi thành xương, bởi vì thành xương là thành rất có lợi khi mình cày nhiều tướng ấy, mình đi nhiều hướng khác nhau, mình cày nhiều tướng thì mình mới có khả năng mà chạy bộ quét hết được các map được. Chứ nếu như thành khác thì nghĩ là cũng sẽ lâu hơn rất nhiều, vì như thế thì mình chủ yếu mình sẽ quanh quẩn nhà khi đủ lực. Mình tách ra thành xương thì cái việc mà củng cố đội quân số thì rất là nhanh, cho nên mình sẽ cố sẽ sớm đánh được map hơn. Và khi đánh thành xương thì mình sẽ thêm một cái thử thách nữa mà bạn viewer khác đã cho, đó là dùng con rồng xương làm con chủ lực mở đường với skin lão hóa. Thì hôm nay con tướng chính của mình sẽ cầm con rồng xương để đánh mặt đường. Và con tướng chính là con tướng nào thì đó chính là con tướng Ranlu, con tướng thành xương, bởi vì có một bạn khác cũng đã yêu cầu mình chơi thử con tướng Ranlu, con tướng mới thành xương này. Thì mình sẽ chơi thành xương này với con tướng Ranlu và cầm rồng xương mở đường cùng với việc không dùng đo nha anh em nhé. Đây con tướng Ranlu đây. Mấy hôm trước thì có rất nhiều bạn đã comment góp ý cho mình là nếu mà để video dài quá thì rất là khó xem, thế nên là mọi người khuyên mình là để bị clip khoảng độ 1 tiếng 1 tiếng rưỡi thì xem là vừa. Trên trận trận trên mình sẽ bây giờ mình sẽ làm video dài khoảng độ 1 tiếng rưỡi nhá, giới hạn trong khoảng 1 tiếng rưỡi thì để anh em xem nó đỡ bị dừng ấy. Bởi vì 1 tiếng thì đúng là nhiều khi xem không hết nhé. Tiền nhiều để làm gì nhỉ? Sassy. Sassy. Đồng thế. 6 2 Tôi sẽ bắt con rồi à? Nice. Con sáng. Rồi, ngày thứ hai thì hay đấy nhỉ. Ui, có thêm 40 con sương nữa này. Ăn cái này. Thôi, ngày thứ hai thì cứ ngày đầu tiên thì cứ kênh cái Tahoe cho nó vững chắc, cái cuối tuần mình lên con vampire cho nó nhiều tiền. Tuần sau mình có thể mua được vampire luôn. Quan trọng là vẫn phải lên được vampire chứ không thì xương không thì đánh rất là lâu và đánh rất là hao. Xem nào, có thằng đã lên vịt rồi đây nha, thằng xanh này các bạn thấy đấy, tướng nó không kém tướng mình đâu, nó mua 2 tướng rồi nhưng còn xây được vịt xong rồi, còn mua cả vịt ra đánh rồi. Đây là vịt ở trong quân nó thì nó mới tính trong này nha bạn nhé. Thì bạn thấy rằng là bọn AI nó đã có sẵn một lượng tài nguyên khá khá rồi, nó không như mình. Cùng mà cũng ở đá đâu ta, tướng cộng Kristan nhỉ. Bỏ đá đây à? Không phải. Bỏ đá đây rồi. Ừ.
Ấy da, đúng thế. Một đến hai. Gỗ rồi, có cục gỗ nào hay cục gỗ đấy, bởi vì xem nào, xương. Pokemon. Nó lại đến nước đây à? Nó lại đến nước đây à? Wow. Crystal trên này. Con ốc canh. Con ốc nó canh. Game đây, game đây. Đánh cú game mà đi. Lót con này á. Con này đánh con này. Đánh con này nhỉ, con kia vừa đánh. Đang thiếu chút gỗ. Hot cả. Gỗ đây à? Gỗ và tiền nữa.
không đi qua được rồi. Không đi qua được rồi, trên này không có gì. Trên này chưa đi được. Bây giờ quan trọng là tiền trước nhỉ. Thì đánh game cái sau. Bây giờ quan trọng tiền trước này. Game nhiều, Kistan đang ở đây. Ok. Ở trên mặt đất à? Trên mặt đất rồi. Có nên đánh cúp tiền thế này không nhỉ? Sáu. Thôi đào bay lên trên đi. Máu chết được 6 con. À, 3 máu chết 10 con chứ trời ơi, tính nào. Mình nhớ nhầm bướm máu con bướm mẹ là 5 mà. Vô lý thật sự luôn. Thế thì mày đi đi. Nhớ nhầm máu bướm mà năm. Ok. Mai thiếu gỗ nữa là lên được cái này. Mai có gỗ rồi. Mai là có gỗ rồi. Stand game. Kistan đâu nhỉ? Kistan được rồi, game thôi. Rồi còn game thôi. Con bắn này à? Hot. Rồi, tuần sau có khoảng 10 con vampire là ngon lành à? Bao nhiêu nhỉ? 48, 12 chứ. Vậy chỉ việc up và lên thôi. Slow.
Clavius. Con nào nhiều xương hơn? 29, 38 xương. Cái này còn nhiều xương hơn cơ. Mười xương. Chà chà. Ôi tròn 100 tròn thế. 100 tròn thế. Hot cơ. Ê, lên lick rồi. Pikachu. Pit. Thần đèn. Con này con cũng khá là mạnh nhá. Mình chưa hiểu hết tính năng của nó, mình chưa chơi cover, mình nghe quảng cáo thấy thằng cover rất là mạnh. Tiền này. Sợ không? Chúng nó tiền này. Tiền chúng nó là biển luôn ạ. À, mà cô level 1 lên, chuẩn bị lên bắt con vampire lên rồi kiếm biết tiền nữa thôi. Tiền nữa thôi. Tiền đâu ra giờ? Con cung người canh à? Hot trời. Đây này. Đây này.
ven xương. Ví dụ là có cái gì nhỉ? À có set này. Power skin 2. Power skin 2 cũng thế, cho Yona đánh đi. Đánh cho được ngày. Đó, ngày mai đến kịp được. Phải thành á. Rồi lại số mana đã. Mai con này thử lên đây xem có cái gì không trên này không. Tiền gỗ à, à tiền bị đá này, có thể sót tờ giấy. Ok, mai hy vọng thêm được ít tiền nữa. Hot cả. Moran là được nha. Xét nhiều để làm gì? Đó tôi chưa hỏng rồi, sẽ đứng chỗ này. Thế cái mà hắn nhầm. Thế cái mà hắn nhầm. Tách quả này ra. Đuổi hả? Đuổi này. Ngon đuổi nó đi. Ngon đuổi nó đi. Ngon đuổi đi. Rồi, ăn tiền trước đi. Ăn cái con tay luôn này. Đó, nhưng mà không có tiền để mua. À, có tiền mua rồi đấy. 8 con là ngon rồi. 8 con là ngon rồi. 8 con là ngon rồi. Ui trời ơi. Không chơi được. Lấy cái chợ đi. Bởi vì trận này mình sẽ lên dòng xương rồi, mình phải lấy cái chợ trước. Chiếm cái chợ trước. Rồi. Ngon lành. Ngon lành. Ờ à, có 9 xương à? Không sao. Rồi, có tiền có đá để đấy, tí ông khác ăn. Bách. Bắt được 2 con kìa. Ôi trời, tưởng có tiền. Tiền có thêm mới ngon. Thương. Đường nào mới có tiền đây. Ôi trời, hỏng rồi, dường này có phải có tiền đâu, trời ơi. Phí thế. Không sao, 2 con là đủ rồi. 2 con là đủ rồi. Ủa?
Kansas xa hơn à? Từ từ xem nào. À, con này đi xa hơn. Đất ngon thế nhở? Thôi rồi, cứ lấy đất trước đi, sợ tí lại không lên. Còn đây là tướng mới ra, mình chưa biết lên skin thế nào nhá. Cứ lên con này trước đã. Tướng mới mình chưa biết skin nó lên nào nên cứ phải lấy đất cho chứng chắc đã, không tí lại. Bình thường này xương mình sẽ ưu tiên lấy Necromancy trước. Bởi vì mình biết con tướng nào lên ổn định hơn rồi, ra mình cứ tự tin mình lấy thôi. Thì chưa dây được nó vì con vampire là kỵ mấy con elemental, nó không hút được máu bọn đấy. Bây giờ mình phải lên mình quét mấy chỗ này xem có gì, tranh thủ chờ lên con rồng xương. Mình phải lên ít gem với cả nồi nữa thì mới lên con rồng xương. Thôi vào lên đây nồi trên này này. Rồi, chuẩn bị lên tiền thôi. Lên tiền thôi, còn chuẩn bị dồn tiền nó mua con lên con dùng xương. Mở lick kẻ trông thế mà. Đánh bây giờ là toang phết đấy. 30 dam. Just 30 dam. Không chết nổi mà con. Hình như con lick chữ up là 35 dam nhỉ? À 35 máu nhỉ? À chết được mà. Nhưng mà có tận 6, 9 con rồi. Ôi 6 con thì phải. Dam giờ chết. Xem này cầm cái gì à? Nhiều tài nguyên lắm. Để lên con rồng xương cần nhiều nồi phết nhỉ? Bao nhiêu nồi nhỉ? 5 nồi. Rồi, cuối tuần này cứ đầu tuần cứ lên được cái city hall tính sau. À. Quên. Chết vẩn và vampire luôn mới chịu ạ. Chết hẳn vampire luôn mới chịu ạ.
thương cả, thương thì chưa đánh được. Thương bây giờ kiếm giáp mình hơi thấp, 12 con nó đánh thì 3 con, 4 con, ví dụ 4 con cái là mình toang. 4 con cái là mình toang. Lên lắc nữa. Lại còn phải lên lắc nữa cho yên tâm mà. Ừ. Chồng chết luôn đi, đừng để mà múa mày. Múa mày. Múa mày. Xe tên lên đã chờ Advan bắn kinh thật. Ồ, chạy giặc thuy. Nồi rồi, đấy có vẻ đủ nồi rồi. Chuẩn bị dòng xương thôi. Rồi, lấy thêm mấy này chắc cày được mỏ thiên thần luôn này. Đủ tiền mà lấy không thôi. Chắc đủ, lấy thêm ít nồi gỗ và à đá nữa vào đây. Bao nhiêu nhỉ? 700 à? À 500 à? Thế thì đơn giản. Rồi. Hôm nay ngày mai cày luôn được mỏ. Ôi, mất 3 ngày cơ à? Quét. Vẫn 3 ngày, ngày mai đến đây được. Ok, cũng được. Cái luôn cái mỏ tinh thần cho nóng. Rồi, chắc là giờ đủ rồi, thêm tí máu vào đây. Khiên xét. Rồi. Hợp lý, 3 con thiên thần. Trời ơi, ngon lành. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào rồi. À chết rồi, quên mất không còn bao xương. Đánh kiểu này rong lâu lắm, thôi kệ bỏ đi mấy con. Năm đến chín con pai. Bao nhiêu? 4 đến 5 em luôn. Bao nhiêu đây? 8 đến 10 em luôn à? Ui, phi domina. Hay nhắn tin nhỉ. Có nên làm con phi domina ra không nhỉ? Ví dụ là cái xương mới ngon.
Từ từ, tranh thủ lấy cốc nước đã. Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Máy xúc được có Vidovina ra rồi. Vidovina. Con này phải cho Vidovina. Xong vậy đưa Vampire cho Vidovina cày cho lên Xper nhỉ. Vidovina level càng cao thì càng dễ đánh. Con này tí nữa mình sẽ cầm dùng xương đi cho mình không cày nữa. Cho Vidovina cày như thế là mình ăn đánh cái hòm này đã để cho Vidovina ra, biết đâu tí nữa lại có cái 10.000 kinh nghiệm thì ngon. Con này là con quái oăm này. Đánh con này trước nhỉ. Đánh được tiền thì ngon. Con này thì lên vẫn còn thiếu khá nhiều tiền. Vẫn còn thiếu khá nhiều tiền đấy. Khả năng phải đưa thiên thần cho. Và vì đánh con này là không có máu. Nó không phải living. Nó phải ăn nó phải living. Nó là giống kiểu Gargoyle bây giờ. À, Golem nó giống kiểu đoạn đấy. Nó không phải living nhưng ra thành ra nó không có máu. Đưa tạm thiên thần ra đi. 20 con vampire đó, con này lên quanh quanh đen đen cái mất con. Có tội gì không dùng đúng không? Có vam à, có thiên thần tội gì không dùng. Đánh chứ. Úi giời biết ngay mà, bạn thấy không? Ai đánh kiểu gì cũng mất mà. Mà thôi cẩn thận mà. Mang đi cho lành. Chờ mình xíu. 27. Rồi. Đánh cái này thì sao nhỉ? Sao mình hay quên vị trí cái này nhỉ? Cái này đồ mới nữa. Rồi, chờ, tập trung bây giờ phải đánh cái này nhiều và để nhớ xem là chỗ nào. Thiên thần sẽ đứng chỗ này. Này đứng đây. Đây. Như nào nhỉ? Bọn nó đứng nhào nhỉ? Sao mày không nhớ đứng nào nhỉ? Ba xương 15, 15. Rồi speed ngang một con xương nhé. Speed ngang 1, này 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, con này đi thứ 2 thì không cần. 15, gain luôn. Boy 82 rồi à? Basic Expert đất rồi, và đánh nhòe. Expert đất đánh nhòe rồi. Hay cho con này đánh nhỉ? Sassy đánh cho lên Expert. À Expert rồi này. Đây là xúc con Vidomina ra đã. Nhưng từ từ đã. Xúc Vidomina ra đã nhỉ? Đánh hình xương mà thấy Vidomina không lấy thì đúng là sai lầm. Con này đánh thì không được cộng xương, à không được cộng xương thôi rồi, để cho nó chính đánh đi. Trong 29 xương. 28 xương, ô không có nào cầm xương con này à. Xem bao nhiêu xương rồi nhỉ? 50 này. 180 này. 180 thêm ở thành còn bao nhiêu? 2 2 với cả 60. 240 tách ra rồi nhỉ. À thôi bây giờ tách đôi vampire ra thôi chứ. Đánh mấy con này xong tách đôi vampire ra. 10 vampire được rồi. Thương con này cũng 10 vampire là xong gì.
Lúc ấy mình đánh cái mỏ thiên thần này mình chập lại. Tỉa tách ra được. Con này expert rồi. Đó, thế thôi. Learning đi. Learning cho lên level cho nhanh, tăng kiếm giáp lên. Tăng kiếm giáp nhanh lên để là chia tướng ra còn đánh chứ không bây giờ. Nhưng mà sợ không lên được gió thôi, cứ lên gió đi. Sợ tía nó không lên được gió. Cổ cổ ơi. Sau đi đến đây đánh đây Domina. Này sợ không tới nhà chỗ xa quá, sợ không chạy tới. Vampire. Vampire speed 9 đúng không? Speed 9 là đi được nếu mà đất gạch thì đi được khoảng 17 nước, tức là à đâu, cứ gạch là đi được khoảng 10 19 nước à. Đúng rồi, 19 nước. Đất này trừ bao nhiêu nhỉ? Đây trừ đi 25%. 19 trừ 1 phần 4. 19 trừ 1 phần 4 là trừ đi 5 nước, là còn 14 nước à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mới đến được khoảng tầm này. Tầm này. Đứng đây. Xong mai cho đánh con này, ăn cái này, ăn cái hòm này nữa là tăng đống kinh nghiệm rồi. Nhờ. Đây đi. Makui level 2 lấy xây lên để lấy cái à không được, phải xây xương trước. Xây Makui level 3 cái này lên thì tỷ lệ có cái hồi sinh ma thì rất là cao, gần như là chắc chắn sẽ lên được hồi sinh ma. Trên thực tế thì nó gần như chắc chắn nó lên được ấy, mặc dù là ở trong trước mình xem thì nói là cái gì cũng có tỷ lệ thôi, nhưng mà cái này gần như chắc chắn nó sẽ lên. Úi rồi, vừa đẹp. Vừa đẹp luôn. Còn được khoảng 2 nước nữa, ok. Tính toán thế là chuẩn rồi. Đỡ phải hot này. Rồi. Rồi, Vidomina lên rồi. Vidomina. Úi rồi, logistics đây. Ngon thế. Nhìn thành xương mà bây giờ chạy bộ mà có logistics thì quý lắm. Thề, quý như dã man luôn đấy. Thành xương mà thấy lên được là thì quý cực kỳ luôn. Ăn hết thì cái này chưa nhỉ? Lick liếc các thứ hay có cần lên lick nhỉ? Nghĩ chắc chả cần đâu nhỉ? Chả cần lấy cái mỏ lick ở đâu nhỉ? Thôi cứ lấy đi. Sợ thì không đủ con. À quên. Còn phải ăn cái hộp này chứ. Quên mất. Đây. Xong cái quẩy sau. Về con này sẽ đi ăn lặt vặt này. Quẩy con này dù sao là tướng ngoài, Syrah là tướng ngoài, mình sẽ không dùng tướng này. Nó không được tăng ấy. Con này thì có một con tinh thần duy nhất thì dùng con Yona cũng được. Syrah thật ra cũng có tướng rất là đẹp, nhưng mà mình tránh cái skin Diplomacy. Bình thường mình sẽ tránh cái skin Diplomacy thôi, mình lấy con này có Intelligence được. À, lên Diplomacy nhiều khi nó cứ khó ấy, bởi vì có những con quái ấy, nó đôi khi nó bỏ chạy nhưng mà nó vẫn cứ kiểu như nó cứ theo ấy. Hoặc có những trường hợp mà nó ở ngấp nghé, ví dụ như mình không có Dip thì nó đánh, nhưng mà có Dip thì nó lại bỏ chạy và nó theo, nó kiểu đấy. Có những con mà nó tự nhiên nó nếu mà mình không có deep thì nó vẫn đánh đấy. Có trường hợp tối thiểu thế, mình không hiểu vì sao, bởi vì theo lý thì đúng ra là quân nào đổ bỏ chạy thì theo đúng không? Hoặc là cũng có thể ngày xưa khi mình test là do thay tướng khác nhau. Nhưng mình không biết rõ, nhưng mà đại khái là có những quân nó vẫn bắn mình, nó vẫn đánh mình, kể cả là nếu mà nó không phải tướng thu phục. Tất nhiên là thành xương thì mình sẽ đánh hết thôi, nhưng mà
đó thói quen của mình từ ngày xưa là bây giờ mình cứ thấy tướng thành xương là mình sẽ không dùng, đại khái là như thế, là thói quen thôi. À tướng quên, tướng diplo chứ, quên mất, mình sẽ không dùng như thế, đôi khi là thói quen các bạn ạ. Rồi, xây lên thôi. Christian này. Sola Vampire chỉ cần gầy vội. Đưa con này đi. Này cầm thiên thần ba con. Bây giờ cầm thiên thần mà không đánh được cơ, bởi vì là bây giờ phải nhường cho bọn kia nó đánh lại cái xương đó. Thế cơ, thiên thần chỉ đi sau thôi, nhặt thiên thần khi nào được thì mình mới tách ra đi đường riêng, khi nào mà cần quét ấy. Còn bây giờ đang đánh để chờ dòng xương với cả cầy ấy thì mình không lấy được, bởi vì là dù sao mình cũng chủ định là lấy dòng xương đi mở đường, mà bây giờ mình đánh con này thì dễ, nhưng mà như vậy tướng khác mở đường rồi nó lại thành vampire mở đường, đánh phải theo thử thách thôi chứ. Hơi chậm nhận tí thôi, vậy chậm tí vậy, phải đánh rồi ba muốn nâng cấp lên dòng xương bao giờ cũng sẽ chậm. Vì Domina có sách mà nhỉ, có sách nhỉ, có sách nhỉ, không có ít dom thế mới quái nhỉ. Bởi vì có video Domina nó xếp bằng tướng phép, nhưng nó lại là một tướng đặc biệt. Tức là bình thường các bạn biết rằng cái điểm phân biệt giữa Necromancy và Decanize, các cũng thành xương cũng có Decanize và cũng có Necromancy, cũng được xếp vào hàng phân biệt là tướng chiến và tướng phép, thì đại đa số tướng phép nó đều có Wisdom sẵn đầu. Nhưng cái con Widomina với thằng Istar là hai tướng duy nhất mà có skin chuyên luyện Necromancy, tức là gì, Necromancy của nó từ đầu đã là advanced rồi, nó chỉ được nhận được hai cấp skin thôi, thế cho nên là thành ra là hai cái skin đấy nó dồn lại một là tạo thành cái Necromancy Advanced, thành ra không có Wisdom mà. Ở ô thứ hai chứ bình thường là mặc định nó sẽ có lại như thế cơ nhá. Mình sợ này không lên được ấy thôi, hay là cứ đi cày đi nhỉ. Rồi kệ cho vampire đánh đánh xương người hao, đằng nào cũng thế mà vẫn phải chờ dòng xương, đằng nào trận này mình vẫn phải chờ dòng xương không nhanh được. Tiền, tất cả bây giờ là tiền. Ôi chết rồi, chỗ này của mình hết tiền rồi, nếu mà không đánh ra thì làm sao có tiền. À còn cái nhà vampire này, nhưng mà cái vampire này thì có vẻ đông lắm, mình không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà đây còn cái nhà này. Bây giờ phải có tiền, tiền đâu ra. Vidomina cầm vampire à, thôi vampire đưa lại đi, Vidomina ăn cái không cần vampire, vampire đưa lại cho ngài đi đánh luôn, lấy tiền thôi. Cái thiên thần sẽ vào cái cày, ok đâu. Thiên thần sẽ vào đây đi thì mới kịp được, cái không ngày mai thứ sáu rồi, ngày mai không có tiền là không xây kịp. Ok, đành phải thế thôi. Vậy hy vọng được kịp con này. Ui 2 ngày hỏng rồi, thế thôi video này lại phải đưa cho nó rồi. Đây con này có kịp không, kịp này, kịp này rồi, 1.000 tiền. Ôi 5.600, hỏng rồi, thiếu một tí rồi, đều thiếu 10.000 tiền cơ, thế mới khổ. Thôi đành phải đưa về cho nó đánh vậy, để cho nó đánh trước vậy, Vidomina cái sau vậy. Gạo lên Xper rồi, đánh trước ra đây xem có tiền không, chứ không này chết hết tiền rồi. Còn cái này không, mình không nhớ là bao nhiêu vampire, mà đặc biệt là vampire không đánh vampire cho nên mình đánh nó cũng không ăn thua. Nó vampire lót thì phải, nó đánh nó thì mình cũng toang được mà. Nó không hút máu được. Mỏ Cyclops này. Chia. Hay phải đi theo cầm xương à? Hai con này đi, con này đi. Con này gần hơn. Được, thế con này quay lại ăn vậy. Đấy lằng nhằng cái mà mất luôn đấy. Rồi, Vidovina lên đây lấy hòm. Để thế mới được ngày chứ không thì tối nay không kịp lên nữa. Thế lúc đầu mình băn khoăn không muốn lên, không muốn giúp con Vidovina, thế bởi vì là mình đang rất là cần tiền, đang rất là khát tiền.
Ôi ơi, Archery. Đánh rồng xương mới lên Archery à? Archery là một skin rất là ngon, thật sự phải nói. Bởi vì là kiểu gì bạn đánh trận cuối cũng có quân bắn, như là map này có Cyclops. Nhưng mà vì con này của mình không không chỉ rồng rồng xương thôi, thì cho nên là thôi, con này mình sẽ cầm rồng xương với xương không thôi. Mình sẽ không lấy Archery. Mình lấy cái này để cho nó hồi thành, để cho mình đỡ phải đi về, vì mình chạy bộ mà. Đỡ phải chạy xa vì không có đo, mình chạy đi rất là khó. Nếu mà cứ ngủ về thành ngủ xong chạy bộ tiếp thì rất là xa. Thôi mình lấy Mr. Sim đi. Đó, để phù hợp với tướng mình thôi, phù hợp với cái thử thách này thôi. Bao nhiêu xương người ta? Ngày thứ bảy rồi, không kịp đánh, chắc chắn không kịp đánh rồi. Đừng bảo tuần này không lên được xương, à không lên được nhá. Đây đây đây, kịp. Xem là bao nhiêu xương rồi nào. Vidomina. Được. Sira. Rồi. Con Yona này có xương, ok. Con này thì thôi, 15 xương bỏ lại. Được, ok, Vidomina. Sira. Được. Được. Ôi, không có tiền, hỏng rồi. À thôi. Nồi. Cần mỗi nồi thôi. Mỗi thứ cần 5 thôi, đổi hết đi. Cần 5, 15, 17 này. Ok, 12 này. 7 này. Đổi hết ra. Xúc xương ra đánh. Rồi, con lùn này nữa. Vampire hy vọng là con nào có hồi sinh nhỉ? Hình như con tướng có hồi sinh ma là. À không phải. Con này cơ, con tướng cái gì có hồi sinh ma nhỉ, con quên mất rồi. Than, con bọn này không có. Ơi có 222 xương cộng thêm đây 9 300 xương với 20 vampire, chẳng mình hy sinh con thiên thần 300 xương không ăn thua, và mấy chục con rồng đánh tăng ngay. Hy sinh thiên thần. Đây chỉ có một cách là hy sinh con thiên thần thì thôi. 20 vampire vào nó vụt cho toang nghe mà. Rồng có đánh phát chết chục con vampire làm sao hồi kịp được. Phải cất vampire đi đánh một xương con thiên thần thôi. 50 tiền. 10.000 khó thế nhỉ. Làm thêm đổi thêm tí nữa đi. Bao nhiêu? 5 gỗ 5 đá. Ok, đổi thêm đi. 41 là đổi 36. Rồi con này tuổi 30. Rồi ok. Còn cái gì ông sướng hết rồi. Cái thằng lùn này ra chịu đam. Rẻ nhất thì lại là đông. Cứ rẻ nhất mà chơi thôi. Rẻ nhất thì số lượng nó đông, máu nó sẽ nhiều hơn. Tuy rằng kiếm giáp nó thấp nhưng máu nhiều hơn là cũng được. Mạo cho đi đi. Mạng cho đi hết đi. Haster vứt cho đây để tiễu vam và con vampire lên. Đấy các bạn ạ. Chỉ vì đánh xương mà tôi phải liều ấy, chứ bình thường 20 con vampire đánh nhà rồng nguy hiểm lắm. Bình thường 20 con vampire gần như không chưa đủ khả năng. Chưa đủ khả năng. Bây giờ hay là phải bỏ cả thiên thần vào ấy, tôi phải bỏ cả thiên thần vào đấy, bây giờ cày thêm mấy con vịt này nữa. Rồi, cứ có thêm tí xương là tốt tí đấy. Đất này còn trừ nhiều chứ. Thế mới khổ. Basic Interferency. Kháng phép đúng 10%. Kiếm giáp chưa lên đất, gió. Kiếm giáp. Và cái này cái skin rất là ngon nhưng mà không mình. Mình cũng không sợ không có logistics nếu mà đất gió nhá. Xong kiếm giáp nhá. Xong logistics nữa là vừa đủ, nếu lấy cái này thì sẽ không có logistics. Mà mình chạy bộ. Khó nghĩ nhỉ. Chẳng lẽ bỏ gió đi. Bỏ gió đi nhỉ. Gió trong trận thì không dùng mấy, chỉ có xét dây này, Haster này. Forgetfulness này. Thôi được rồi, lấy cái này đi, kháng phép đi. Xương, thành xương sợ nhất là dùng.
nó đổ dầu với cái thứ ấy. Nếu là con này ăn thì sẽ không đủ cái kịp lực, vẫn phải giữ lại, vẫn phải giữ lại con này. Đó, chỉ sợ không đủ lực ra đây thôi. Đánh này chắc là đủ rồi, đánh nước này chắc là đủ rồi. Ok, ôi giời đẹp. Bây giờ phải hy sinh hết này, vịt này, thiên thần này, ma này, à giữ lại con ma lấy speed thôi, xương này, lùn này. Đấy, bây giờ tôi phải thí hết tất cả vào cái này. Bây giờ cái cua này không tác dụng với rồng, bỏ đi. Đó, kiếm giáp thì mới có 96 rồi. Ôi mẹ, sợ thế nhở. Này được cái không biết đủ đánh không nữa. Ơi hên xui. Ôi, được cái mỏ rồng to, thế này thì vỡ mồm rồi. Cái mỏ rồng to, trời ơi. Sách lửa này. Có sách lửa này. Hay thử phát nhỉ, cứ thử nhỉ. Chứ không thì chẳng lẽ bán đây chẳng lẽ không thử phát. Thử mang tính đi loát, thực ra là mình sẽ không đánh được. Trừ khi có cái gì đó đột biến, chứ không chắc chắn mình sẽ không đánh được cái này. Và thực sự là mình không đánh được. Mỏ rồng nhỏ đánh được chứ mỏ rồng to này. Ơi nó chơi khó mình thế, cho mình cái khỏi rồng to nhưng mà hết lực chạy rồi, nếu không thì tuần này không lên được xương. Thôi liều phát thử đi xem mà. Ui đi chít luôn mà, biết ngay mà. Ui đánh chết con lần này. Thử xem. Ui nó mổ vampire đầu tiên luôn ạ. Nó mổ vampire đầu tiên luôn mà. Nó mổ vampire đầu tiên luôn mà. Ui hồi ôi vampire đi luôn rồi. Trời ơi. Thế này chơi bời gì nữa. Cái này chơi bời gì nữa. Còn giáp thấp nhất, con này giáp 18, con này giáp 19. Ôi trời ơi. Đúng là mỏ to quá, không đánh được. Ôi trời, đi luôn vampire rồi, con nát chủ bài đi luôn rồi. 20 con vampire, nếu mà bình thường sẽ xương chém con này yếu yếu tí thì vampire chơi được, nữa chơi vampire đầu tiên. Khó thế. Nó né xương à? Nó né xương à? Từ từ. Từ từ. Có khả năng ăn được không? Tông tin nữa thì có khả năng ăn được không? Chém này đi luôn hay con này. Ôi nhưng còn bọn này cơ. Còn bọn của chuối kia. Bây giờ này nhá, thì sau khả năng sẽ đánh thiên thần. Đấy, nếu thiên thần thì sẽ có hai con đánh, trong một turn nó đánh chết rồi. Mình phải chém một con trước. Nhưng mà 7 con kia đánh cũng kinh nhỉ. Để xem tính diêm giáp mà 19 này. 16 là hơn 3 kiếm, 3 kiếm tăng 15% đam, 7 nhân với 45. 4 nhân 7 28. Ôi trời ơi, 5 nhân 7 35 310. Một lần nó mổ 310 tức là chết hơn 40 con. Ok. Một lần mổ là hơn 40 con, nếu ba con này mổ thì con này kiếm giáp kinh hơn. Gọi là mỗi lần mổ hết 100 con một lần đánh. Không ổn rồi, không ổn tí nào à. Toang rồi. Ui đánh xương rồi. Ui đánh xương rồi. Thiên thần buộc phải đánh con này cho nó hết phản thôi. Cái gì tăng nữa nữa nhỉ? Không còn cái gì có tác dụng được với rồng, toàn phép level thấp thôi. Rồi, ok. Ok. Rồng vàng không dám mổ. À, rồng vàng không dám mổ, mình đứng cạnh con rồng đen. Ok, mày chết với anh. Con này bị trừ moran rồi gì? Ngon, nó bị trừ moran. À, con rồng vàng không dám mổ vì có hai con đứng ke. Bây giờ mình giữ con này lại, không đánh con này. Rồi mổ đấy con rồng vàng sẽ không mổ mình. Mình à, hay, ngon. Biết đâu ấy, trong cái bỉ cực thái lai lại có thể đánh. Ôi ngon, ôi ngon. Ôi trời, bây giờ mổ rồi. Bây giờ thiên thần đánh con này đâu. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên. Thắng cái này là có tiền mua rồng xương. Vampire tuần sau lại có. Còn 5 con rồng không biết là chơi được không. Nó mổ đau lắm.
con này khả năng chết hai con, à một con này, con này chắc chắn, nhưng con này thì chưa biết, con này hên xui thôi, đánh con này cho chết thẳng con đi. Ngon. 0 đến 1. 0 đến 1. Con này bao nhiêu? 207, con này 230, con này. Rồi, thắng rồi. Mẹ, tôi phải liều hết tất cả để đánh con rồng này cho anh em đấy. Chỉ vì cái thử thách không thôi, cứ đánh con này chạy đi. Rồi phạt xong. Ôi. Đánh nhà rồng tuần 3. Thì hết, tôi thì hết, bởi vì tận này tôi thử thách của tôi là lấy rồng xương. Biết ngay lên Zoltik kìa. Trời ơi, hợp lý chưa? Wisdom phải lấy rồi. Wisdom này bây giờ chỉ còn lại mỗi giáp thôi. Rồng xương đánh đam bé lắm, chỉ cần lấy giáp thủ được là được. Không, mình dùng phép thôi. Sạch rõ. Trời ơi, tôi xây được rồng. Tôi xây được rồng xương rồi anh em ạ. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Quá là đắt. Thôi ngày mai mình lại có khoảng 8 con vampire rồi, xem mà đúng không nhỉ. 8 vampire một tuần, 8 vampire là ngày mai đưa vampire cho Vino Mina cày vậy. Thôi được rồi, để đã hoàn thành chỉ tiêu rồi. Không còn gì để tiếc rồi. Chát quá, chát quá. Chát quá rồi, tướng đỉnh có xuất hiện thì thôi. Thua. Rồi con này về. Mất cả thiên thần, mất cả vampire, à mất cả ấy luôn, mất hết. Sợ thật sự luôn. Chỉ vì tôi không thể chờ được nếu mà cứ ở nhà đâu. Ôi cái thành rồng nữa này. Nếu cứ mà chờ rồng xương tuần sau nữa mà cứ lang thang ở nhà cũng mà chết. Lâu mở được map. Rồi, có hai thành rồng rồi. Ngon lành. Video Mina. Nimbus đây. Rồi bây giờ phải cấp tốc xây cái này lên để lấy cái ấy thôi. Cấp tốc xây kia lên để lấy cái phép hồi sinh ma. Phải có hết phép hồi sinh ma cũng được. Đâu rồi, vì Domina cày cái mỏ sạch lốp phải 8 con à. Ơ kìa. What the. What the heck. Tết cũng thua. Có thêm thua. Có thêm mạng thua. Đó, thế thôi, con này khỏe lắm. Đi hơi khỏe. Sách lửa nữa đây. À, bây giờ có sách lửa này, sách gió này, bỏ rồng nhiều này, tiền đồ vô hạn. Không thể tiếc được, lúc ấy mình tiếc thì mình không có tiền đồ để cứ chờ lâu. Rồi rồi, chấp nhận đến thương đau thôi. À, bạn thấy đánh tôi đánh quả liều không? Còn đấy có một tình huống rất là may mắn là bởi vì sao? Cái con rồng đen ấy với con rồng đỏ lại đứng cạnh nhau. Thế thì con xương nó đứng vào giữa đấy, con rồng đen, con rồng vàng không dám thổi. Thổi sợ chết quân. Thế thành ra nó bỏ lượt một lượt, thế là con xương mình không bị đánh, thế là mình giữ được cái lượng xương. Như đâu đánh mà 5 con đều bị đánh thì toang ngay. Đấy, à 6 con chứ. 6 con, 5 con rồng đen, 6 con rồng vàng nó đánh là toang ngay. Đấy, cái vấn đề mà khi mình đánh con rồng đen, đánh con rồng đen gần chết rồi thì con rồng vàng lúc ấy nó buộc phải đánh thì nó lại thổi cái vị trí con, nó không dám thổi xương bởi vì nếu thổi xương thì xương phản lại đau hơn và có khả năng nếu thổi trên xuống thì chết con rồng đen, thế cho nên nó thổi chéo con thiên thần là chết con rồng đỏ của nó. Thành ra lúc ấy là thiên thần mình vẫn còn sống được thêm hai lượt, thế mình tập trung mình đánh một con kia thành thắng. Tình huống đấy phải nói tình huống cực kỳ may mắn bởi vì chính nó xếp quân sai, nó xếp quân lỗi. Nó đánh đưa con rồng đen vào vị trí mà ngay cạnh con rồng đỏ ấy, ra con rồng vàng không có đất dụng võ ấy, không phải đấy nếu con nó xếp đúng à, đánh đúng là mình thua đấy. À, bây giờ đang tính xem tiếp theo nên làm cái gì đây. Cyclops rồi. Bây giờ con này đi tiếp thì không đi được. Con thần lửa này thì nó lại khắc tinh của bọn. Nói chung bọn thiên thần là khắc tinh của bọn chim, là bọn thành xương vì nó không hút được máu, nhất là vampire. Tất nhiên là phun quân về sau thì sừng xương nó không sợ, nhưng mà lúc đầu thì vampire mấy xương mấy cả mấy con nó sợ bọn đấy lắm. Bởi bọn thứ nhất là bọn thành là chim lửa, nó lúc nào speed nó cũng cao hơn bọn thành xương. Đấy là một lý do nhất. Lý do thứ hai là thành xương chủ yếu dựa thời gian đầu chủ yếu dựa vào vampire. Mấy con element này là nguyên tố chứ nó không phải là living, thành ra là deck làm gì được.
nhìn nhau nút hẹn nút nút nghẹn thôi. Rồi, đưa xương đây, đưa cyclops đây, tạm thời để anh dùng cho. Xách gió bỏ haster cho con này. Nó tiền áo hay kháng phép này, con này có cái skin này thì lên đi theo bộ này thì nó mạnh. Đấy. Slow, con này có đất rồi, dùng slow, con kia chưa có thôi. À, bây giờ tiếp theo mình phải làm gì đây? Xương hết rồi, còn mỗi mấy con vampire cùi bắp này. Để quay về đây cày tiếp vậy, cày tìm tí xương nữa vậy. À đâu, cày chân này chứ. Ôi chỗ này làm gì? Ôi hồi ôi tuần cô lem. Rồi chết rồi, chỗ này không có vampire, con này lót hot thì chịu rồi. Có chắc phải quay về đó. Quay về mày quay cày con này lấy xương với trước vậy. Tự nhiên con này thành đứng vướng á. Dimbus. Ôi, đi ăn các thứ vậy. Tôi đã dốc hết cạn túi để đánh cái con vừa rồi rồi. Giờ tôi chả còn gì. Muốn hát bài hát của Duy Mạnh, giờ ta chẳng còn chi, tay trắng tay mặt thôi. Làm lại từ đầu, từ tuần thứ ba. Ok, nhưng mà có lợi thế là có cái là có thể ăn được cái này mà. Rồi, con này con nào? Nimbus. Rồi, ăn đây, để tí nữa còn đẩy nhiều tướng lên đi đánh. À trời. Ai. Tôi thề các bạn ấy, khi bạn đến tuổi già các bạn thấy rằng mình nhiều lúc mình chán chán bản thân mình dã man luôn. Thật ra là đối với cuộc đời thì mình chưa phải là già, nhưng mà so tuổi game ấy, nếu mà tới tuổi game thì cái tuổi mình thuộc diện là già quá già chơi game ơi. Ngẫy ngãng có cái chợ đây mà lúc nãy nó đổi đây mà phí bao nhiêu tài nguyên, trời ơi. Bây giờ mình nhớ ra ngẫy ngãng thế là cùng. Bây giờ 4 Cyclops làm gì với cái đám này? Hot. Hot 4 Cyclops thì hơi căng nhỉ. Mình có slow, slow whisper, power skin được 3, water hỏi. Power skin được 5. À, 5 mà được 6 lượt. 6 lượt. Cyclops. 12 hay 6 4 con thì mới chết được một con Barak. Trung bình là 18 dam. Vậy còn kiếm giáp, à kiếm giáp mình hơn mà. Nói chung là ném nó bắn được khoảng 2 con Barak một lần. Hot. Nó tầm 2 con Barak tối đa là 50 lần bắn mới chết được. 2 con Barak một lần ném đấy còn cung thẳng. Barak thủ tận 12 cơ. Mình 24 tức là hơn nó 12 công. 12 công nó tăng 60% dam không? 18 x 4, 8 x 4 là 72 dam. 72 đang tăng 60% dam. 7 x 6 42 tức là tăng được 40 dam nữa là 110 dam. 110 dam thì bắn được 3 con. 3 con, nếu tự ví dụ hot này nó là mà tầm 90 con đi là 3 30 lần bắn mình mới bắn chết được nó. Con này có 16 tên thôi. Giá có xe tên thì ngon nhỉ. Giá xe tên vay luôn con vampire này. Con này lúc ấy hỏng cái xe tên rồi. À đấy. À không, cái xe này cơ. Quên cái xe Amokat cơ. Không phải, cái xe đấy. Khó nhỉ. Đánh cái con này sách lưỡi ngon thèm quá. Chả bây giờ mình cứ đứng im. Con này không đánh được. Con này không đánh được. Con này không đánh được. À, con này thì càng không. Lót quân bắn. Đó. Thương. Đất này toàn quân khó bắn nhỉ. Tạm thời chưa mở được ý. Có lẽ mình sẽ về mình tranh thủ mình cày mấy con này trước đi. Thôi cày con đấy cho Vinomina. À cho Vinomina nó cày cho nhiều xương, tội gì mình cày. Ê, nếu không đánh thì xương thì chắc là dồn vampire với cả để sang là mình cũng sang mình quẩy sớm mấy coi như thế này thì khéo cũng được. Như là nó không đến 90 con. Nhưng thôi kệ đi. Thôi đi về. Đi làm gì. Khó phết đấy, đánh thử thách khó phết đấy. Rồi mình cứ phải chờ. Bởi vì về sau ấy, cái vấn đề của mình ạ, về sau mình phải chia chia quân ra làm đến 4 đến 5 hướng cơ. Thế cho nên quân mình sẽ chỉ chia mỏng di rất là nhiều, chỉ còn lại khoảng 1 phần 4, 1 phần 5 thôi. Cho nên mình phải quý tiếc từng cái đạo quân một, chứ không thì cặp tướng địch quân mình lúc nào cũng yếu hơn, cả 6 tướng yếu hơn thì rất khó. Đây rồi. Đây rồi. Ôi, Nimbus quay lại đi. Cầm xương cho nó vậy.
bốn con, còn con nào không? Còn mỏ nào không? Thần nước để đánh gần như là sẽ không có, không được hồi máu lót. Thần gió cũng thế. Đánh này đi. Cái gì đấy? Destroy undead. What the fuck? Học cái phép gì? Học cái phép tự hủy à? Nó không cho mình học bởi vì thành thành này không học cái này thì phải. I do not have the wisdom to... À, không có wisdom á. À, đó là phép lớp cấp cao à? Nhưng mà thôi phép tự hủy học làm gì? Destroy undead học và tự hủy à? Ấn nhầm cái thì thôi trả giá. Bây giờ con này về, cứ cho về hồi mana trước đã. 14 mana đánh cho nhòe. Sau đó tiêm đồ cái Bách Mít này không phải Amokat phải không nhỉ? Lèo cái Amokat cơ. Dùng xương này, bây giờ áp dụng xương cần cái gì? Cần nồi, 20 nồi thôi. Bây giờ đi kiếm nồi. Chỗ này làm gì có nồi? Vẫn phải đi mở đất rồi. Làm sao đánh con hắc con này nhỉ? Con này kỵ thế. Kỵ con này cực kỵ thành xương kỵ mấy con này. Bây giờ chỉ có mỗi slow. Ok kìa đâu rồi? Slow lại. Slow lại cho trong ném. Con này thì yếu hơn Barak rồi. Con này chắc yếu hơn Barak thôi rồi. Slow lại xong ném thôi. Ngủ cho hồi mana đã. Xong rồi vượt vampire con Vilumina. Là được. Khỏi đau đầu phết. Mất cái đựng vampire xong đau đầu phết. Con này đứng đây, ngày mai thì lấy rồng xương ra vả mấy con này tăng lượng lích lên đó. Lùn này cho tế thì đỡ ngứa mắt. Để xuống sát đây xem có gì hot mà chơi cần cái gì. Ôi cái ống nhòm, cái ống nhòm mà kết hợp với scouting thì khá là hay. Đầu game mà chọn đồ mà ra cái ống nhòm với scouting thì rất là lợi, mở rất là rộng và đi rất là thích. Tất nhiên scouting thì dù sao cũng là chỉ một skin mà có lợi đầu game thôi, về cuối game thì nó sẽ phí một slot của tướng, nó không phải là một skin mạnh, mà về cuối game nó chỉ là một skin có lợi có ích cái đầu game thôi. Rồi thì bây giờ ngủ thôi nhỉ, lên mẹ Capiton đi. Rồi, mai có thêm cám nồi, tiêm cám nồi đắp được cái hồi sinh xương thì ngon. Yona. Khó nhỉ, lên đây không hết chứ mà. À, không đi được này. Chẳng lẽ phải ngủ thêm tuần nữa chờ vampire. Không. Quyết tâm rồi, đánh. Vậy tạm con xương ở đây, Vilumina này. À vậy con vampire. Vidomina. Đó. Imbus cầm lấy. Lót. Rồi, để 8 con đánh xong quay ra trả sau. Rồi. Rồi. Về tạm một con đi. Đó. Chỉ sợ trừ Moran thôi. À, tôi chết rồi. Ôi. Thế cơ mà. Không sao. Không có mỏ Cyclops nào nữa nhỉ? Thêm một khoảng hai con Cyclops mà là ăn chắc luôn đấy. Bây giờ có bốn con thì nó hơi yếu đam, sợ sau còn thiếu đam đánh nó. Sợ thiếu đam đánh nó cơ. Đấy. À đâu mai đưa được mà, mai đưa được mà, cái áo mai đưa được mà. Imbus, mai đưa cái áo cho, tăng thêm mấy power skin nữa đánh cho ngon. Chờ rồng xương, ôi hồi, lên mẹ con ma đi. Cứ đến phút hết full quân đi, à tiếp còn chia quân ra mà đánh là nhiều lúc khó. Lần hai tính cộng tiền.
Giờ mình cần tướng cộng tài nguyên. Hester cần không nhỉ? À, Hester tướng chính có mà. Rồi. Rồi đấy. Giờ đánh liều à. Không có nồi cũng chết à. Là phải đánh liều thôi. Hy vọng là không lên Moran thôi. Chín con. 9 nhân được. Còn sức phép gì nhỉ? Phép gì tăng đam cho con? À! À! Ô con kiệu đến, ui ui bốn máu hết cả hồn, hết cả hồn. Con này như không chịu xét hay sao ấy, hình như con này không chịu xét hay sao nhỉ. Biết ngay mà xét thẳng hay sao mà. À xét thẳng vậy được. À, xét thẳng được bao nhiêu máu? 210 máu. Ô thì chó chết luôn đi. Đừng có lên Moran nhá mẹ. Đừng có lên Moran nhé. Tôi hỏng rồi. 13, 6 tên. À đủ 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 đủ. Mỗi con bắn 2 phát là đủ. Ôi còn cần cắn Ballista cơ mà. Luôn luôn phải check phép nha. Không hết phép là ăn đủ luôn á. Còn cái gì tăng đam cho con Cyclops bên cho yên tâm nhỉ. Con set thì dùng được ấy. Được thì bị quá thì mình dùng set thôi. Lên Moran cái là mình thua này. Nó lên Moran cái là mình thua này. À không xét được. Con này 3 nhân 4 nhân ta có bao nhiêu máu? 32 máu cơ. 32 máu mà Cyclops bắn một tên thì phí quá nhỉ. Dùng mẹ xét đi. Rồi ok. Ngon rồi. Cyclops còn tận 11 tên cả. Ui trời ơi. Thế thì thoải mái. Ấy, tí thì chết ạ. Tỉnh ngay, tỉnh ngay. Ngon. Ngon. Ôi trời ơi, đấy phải vay con sợ vampire là vì do như thế. Không vay con vampire vì do như thế đấy. Cái phép mà đáng lẽ nó quý, cho rơi thành xương thì nó chả cứ. Bây giờ còn bao nhiêu mana? Con này không chơi được. Máu nó trâu, giáp nó trâu. Không đủ tên để bắn nó được. Rồi, đi kiếm nồi thôi. Đi kiếm nồi thôi. Con này thì lại chơi được này. Con này thì mình lại chơi được này. Đó. Con này có 30 nó yếu. Con này yếu. Chơi được xem mà. Lấy tài nguyên này có dĩa tĩa đổi ra nồi nhỉ. Úi giời ơi. Con này thì không bao giờ lên vamp, à không bao giờ lên Moran, không phải sợ. Không phải xoắn con này. Không phải xoắn con này. Ui, ui chèn chục chèn chục. Chèn chục. Chèn chục chèn chục. Chơi có chú khai không nhỉ? Chèn chúc chèn chúc. Chèn chúc chèn chúc. Đấy.
thôi mà, mấy con này thích cái là nó không lên Moran. Nếu ra đây 1 2 3 4 nó không đánh, nó đánh được con kia. Vậy cứ ra đây. Ủa, con Baliza nó bắn kinh không? Nó bắn một lần bắn nó ngang với con bốn con Cyclops. Năm con vẫn chết bốn đâu. Bắn ngang con Cyclops luôn, sợ thật đấy. Hay tướng Ballista nếu mà đầu game mà lên được Xper sớm thì nó rất là mạnh nhá. Nó rất là mạnh. Đấy, đánh phải đi vậy. Nimbus này. Nimbus tránh đường vậy. Rồi. Hot, ôi trời ơi, con này phải bấm bay đánh được. Thật ra là nếu mà dùng slow đánh được quan trọng nó yếu hơn con đấy mà, nhưng mà đằng nào nếu đánh con này xong mình chưa đánh mỏ vịt ngay được, không có quân để đánh mỏ vịt. Đánh Cyclops thì hại, tức là tiễu mang vampire ra đánh con này, đi về thì tìm nồi thôi. Đúng tài nguyên này, chôn chôn con này level 5. Nhưng con này lên Moran đấy, cho con này mình không thể coi thường được. Con này lên Moran đấy. À con này vampire hút được máu nó rồi, mình không sợ, kệ. Một hai ba bốn, một hai ba bốn. Úi giời, biết ngay mà. Nghi nghi. Thấy nghi rồi, khê lắm rồi. Thấy chưa, nó đánh chết luôn cụm hai này, bây giờ xem sẽ Cyclops cũng bắn được chết hai luôn này. Này tôi khê lắm rồi. Và con này nó Moran cao lắm. Tránh con hạ 4 này thôi. Con này Moran cao lắm nên là đôi khi vẫn rén với nó. Chém phát là mất quân đấy, không có hồi sinh ma. Đấy bạn ạ, mất vampire các tự nhiên nó khó hẳn này. Thôi lúc trả lại rồi nhỉ, trả lại vampire rồi nhỉ, cày cái này chứ. 8 con vampire đánh bỏ vịt thì gặp con 16 nó đánh cho thì toang ngay nhỉ. Mẹ giờ không đánh thì cứ đứng chờ. Khó nhỉ, khó thật đấy. Ủa cùng gãy mà nó có đánh con này có lô bên bên tim nhỉ, không có đúng không? Kinh nhỉ, nó đánh auto, nó đánh chết dòng sương, con dòng sương yếu thật đấy. Con này tướng tướng nào phải lên Wisdom hết, tướng nào thì chả phải lên Wisdom đúng không? Bây giờ là tính sao? Xem nhầm nghe xem có đánh được không thì đánh. Tăng hết lượng quân trong thành lên. Ngày hôm nay không có nồi, thế mới nhục kìa. Đây đây, cho con này cắm ra đây, tí nữa còn có gì đổi.
À, cây này thì đánh được, nhưng mà đang muốn lấy lại cái con không có. À, ôi dòng xương ạ. À, nhìn thấy dòng xương thì chán à. Mình không hiểu sao mình đánh dòng xương với quân nó thì nó lên nó lên lão hóa rất là kinh, nhưng mà mình đánh thì cháo giờ lên, mình đánh thì cháo giờ lên lão hóa cả. Thế mới chuối nhá. What the, nó sẽ có sọc. Ôi xong cất 6 xương, 6 xương này tỉa cho vào mỏ vịt lại ngon. Phí thế. Con này xuống con này đúng không? Nó sẽ có 7 con nhỉ? Tự à, con này xa không tới à? Đi đánh con này. Rồi. 12 xương. Nào, hy vọng là làm cái gì đấy. Mẹ biết mỏ này bao nhiêu. Ui, hot này thì chịu rồi. Họ đánh vampire không kịp hồi luôn đấy. Thử liều phát xem nào. Vampire kịp hồi không? Nó quân level 3, 18 con đánh thì 18 mà nhân với mấy cụ kia đánh thì chắc là toang ấy. Ôi rồi thôi xong, rồi đánh vampire luôn đầu tiên rồi. Nó đánh vampire luôn đầu tiên rồi. Đánh vampire luôn ở đầu luôn ạ. À, khổ thế. Khổ thế, đánh cho con này yếu bớt đi vậy. Đánh cho bọn này yếu bớt đi xong rồi nó còn xét dùng được. Ôi hồi hồi sinh không cả. Không cả kịp luôn ạ. À, khổ thế. Thế này đánh cho hai con này yếu bớt đi, nó đánh cho vampire mẹ không được, phải đánh con này. Nhưng mà con này không, con này sang con này không kịp rồi. Đúng mà, ý rằng đánh hot khó lắm. À, đánh hot thì gần như không đánh được, liều là không xong, liều là không đủ, vẫn còn phải số lượng. Các bạn nó đánh mình ngay tên đầu tiên. Nó đánh mình ngay tên đầu tiên chứ không thì mình chui góc thì thoải mái. Nó đánh còn có 4 con, nó đánh hồi chậm quá. 8 con hồi nhanh. Nó chó đánh cấm phản. Đất thì đất của nó cũng speed 9 ngang mình. Nó chó cũng mấy con đánh đầu thôi.
Speed 3. À quên nói quân level 3. Đấy, mất 20 con một bài là cả vấn đề ngay. Ngày mùng 5 rồi. Ngày mùng 5 rồi. Thôi thì ông cứ cho tôi mượn con vampire đi ạ. Cho tôi mượn con vampire thì tôi trả hôm sau. Sáu rồi cứ slow lại chân chắc không lên Moran cái thì toàn ok slow 4 xuống 3. Thôi bà cũng được còn hơn được không? Ba mươi máu à? Mẹ cái xe. Rồi. Chưa có nồi. Con nào định phi ra mỏ nồi vậy? Con nào định phi ra mỏ nồi nhỉ? Con này à? À quên phi ra cái chợ nhỉ? Ok, tạm thời để đã. Khó phết nhỉ, hồi sinh. Cái ở đây biết đâu cần phải hồi sinh Cyclops. Nhưng không hồi sinh được ma với cây chassis. Phép gì đây? Hồi sinh ma. Ui, Fortune. Thôi đành phải ăn vậy, video Mina là chưa có đất dụng võ đành phải đi ăn lung tung vậy. Có thành nào Titan không nhỉ? Ôi ôi, không kéo ra đúng cái thành sinh ngọc một tí nó nện nện cho tối cái đầu bây giờ. Bốn con Cyclops. Nó nện to ngay ấy. À. Ồ thôi. Ừ, có lẽ mình sẽ tạm nghỉ đây nhỉ. Như đầu video mình nói thì bây giờ mình sẽ chỉ làm video dài khoảng tiếng rưỡi thì nó sẽ hợp lý hơn, anh em xem thì đỡ bị dài. Bởi vì anh em nhiều anh em kêu là video dài quá xem không hết, thì bây giờ mình sẽ làm clip gắn khoảng tiếng rưỡi thôi nhá, để cho anh em xem cho tiện. Là tối rồi mình sẽ đánh sớm tiếp để tiếp tục với anh em nhá. Ok, anh em ở video tiếp theo nhá.